Theo một nguồn tin, Lexus Việt Nam sẽ ra mắt mẫu xe LX 600 2022 ngay cuối tháng 4. Xe dự kiến có 3 phiên bản Urban giá 7 tỷ 890 triệu, bản F Sport giá 8 tỷ 340 triệu và VIP giá bán dự kiến 8 tỷ 980 triệu. Phiên bản Urban sẽ có 7 chỗ ngồi, còn phiên bản VIP có 4 chỗ ngồi với hàng ghế sau dạng thương gia. Trước đây, Lexus LX 570 chỉ có duy nhất một phiên bản 7 chỗ, giá bán 8 tỷ 340 triệu. Lexus LX 600 2022 thuộc thế hệ thứ 4 và được người dùng toàn cầu chờ đợi từ rất lâu, bởi thế hệ thứ 3 tính đến nay đã hơn 13 năm tuổi khiến dòng xe đánh mất sức cạnh tranh trước nhóm SUV full size hạng sang gồm Mercedes-Benz GLS hay BMW X7. Thiết kế LX 600 gọn gàng và chuẩn mực hơn nhiều so với đời cũ. Đầu xe sử dụng tản nhiệt dạng 7 thanh ngang cỡ lớn, khe gió nhỏ nằm giữa để cải thiện khả năng làm mát động cơ. Hốc gió lớn hơn đèn pha mảnh mai hơn kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày. Đèn hậu nối liền thời thượng. Phía trước dùng logo chữ L quen thuộc, trong khi phía sau gắn dòng chữ lết dệt. Chiều dài cơ sở xe giữ nguyên ở mức 2850mm, không thay đổi từ phiên bản 1995 đến nay. Do nhẹ hơn người tiền nhiệm 200kg nhờ khung gầm mới và cửa nhôm, hiệu suất nhiên liệu của LX600 cũng được cải thiện. Tương tự ngoại thất, nội thất LX đời mới lột xác toàn diện với phong cách hiện đại hơn đáng kể chất liệu chủ yếu là da, gỗ và kim loại. Dàn 25 loa Macle Vinson cao cấp, bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng cặp màn hình 7 in và 12.3 in, tại trung tâm chạy hệ điều hành Lê Suit Interface, mới là một vài điểm nhấn ấn tượng. Hàng ghế phía sau không giống nhau giữa các phiên bản. Bản VIP cao cấp nhất trang bị hàng ghế sau dùng hai ghế đơn thương gia. Tựa đầu, lưng ghế và cả đệm đã được thiết kế ôm lấy đầu, hông và lưng người dùng để mang lại sự thoải mái tối đa. Người ngồi vị trí ông chủ chỉ cần một nút bấm để đẩy ghế, trước ra phía trước một chút đồng thời nghiêng lưng ghế và hạ tựa đầu để tạo không gian để chân dài tới 110 cm. Ghế có thể ngả tối đa 48 độ. Chính giữa có màn hình điều khiển mọi tính năng như ghế, điều hòa, giải trí. Bản F Sport trang bị tản nhiệt riêng với viền chrome đen, mâm nhôm đúc 22 in, ghế thể thao và da bọc họa tiết độc quyền trên vô lăng để tăng độ bám tay cầm. Đồng thời riêng bản này cũng được tinh chỉnh lại hệ thống treo thích ứng và đánh lái điện tử để mang lại trải nghiệm thể thao nhất có thể khi kết hợp cùng vi sai chống trượt to sen. Cả 3 phiên bản dùng chung động cơ V63.5 tăng áp kép, thay cho động cơ V85.7 cũ. Vì thế, xe được hưởng mức thuế thấp hơn khi về Việt Nam. Động cơ mới cho công suất 409 mã lực và mô men xoắn 649 Nm đều cao hơn động cơ cũ. Hộp số đi kèm là loại 10 cấp tự động mới, cho khả năng khởi động mượt mà hơn và vận hành off-road tốt hơn ở tốc độ thấp. Ngoài đại lý chính hãng, các đại lý tư nhân đã chào bán Lexus LX 600 2022 từ lâu, với giá bán trên dưới 10 tỷ, tùy theo từng phiên bản. Lexus LX 600 trên toàn cầu đang cháy hàng vì ngành sản xuất ô tô thiếu linh kiện. Đơn hàng chờ nhận xe đã lên tới 4 năm. Xe cũ, XXXX.